Dạ vâng, Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Và trong video clip hôm nay em sẽ lên sóng cho bác một loạt những siêu phẩm. Đầu tiên đó là cái cặp loa Tannoy 707. Đây là một cái model rất hiếm ở trên thị trường, một cái model Tannoy tầm trung cho cái chất âm rất hay và cái giá thành thì vô cùng là hợp lý. Em nhớ cách đây khoảng 2 năm trong cái sự nghiệp bán loa của em thì đây là cái cặp 707 thứ hai bên em mua được. Đấy. Cách đây 2 năm em đã có về một cặp và đã cũng có lên sóng và test cũng như là giới thiệu cho các bác, và cái cặp đấy thì rất là hot. Cái clip đó thì được khá là nhiều anh em xem và yêu thích. Thì hôm nay rất vui mừng shop lại về được một cặp nữa, thì em xin lên sóng và phục vụ cho các bác. Tannoy 707 Gold với cái thiết kế nó được thừa hưởng từ cái đàn anh D500 cho nên cái chất âm của nó rất là hay. Tuy nhiên cái cặp này thì cái mức giá lại vô cùng là bình dân. Cặp loa này thì thiết kế với dạng cây cột. Đấy, nó không cao lắm, chiều cao nó khoảng 72, chiều rộng 32 và chiều sâu là 28 cm. Đấy, loa sử dụng bass 20, mid 20 và phần loa chép đồng trục, loa bát vàng gold các bác nhé, sử dụng màng carbon, gân cao su và kiềm gold. Còn cái loa chép thì sử dụng cái loa chép đồng trục, công nghệ có thể nói là nổi tiếng bậc nhất của Tannoy luôn. Cặp này thì ra đời vào những năm của thập niên 90, hình thức còn rất đẹp và thiết kế cái vỏ vân gỗ màu đỏ, có cái phần chân đế bằng nhựa và phía dưới đáy thì còn nguyên cả chân đinh các bác nhé. Cặp này thì phải nói rằng cái chất âm của nó thì Tannoy thì không thể chê vào đâu được. Đấy, chất âm của nó thì đặc trưng là cái dòng loa quý tộc, cho nên là nhiều anh em yêu mến và mơ ước một lần được sở hữu cái cặp loa Tannoy này. Đấy, hôm nay thì em sẽ quay và phối ghép cũng như là và test cho các bác chất âm. Cặp này thì vô cùng là dễ phối ghép. Tuy nhiên thì em mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát một chút về hình thức của cặp loa Tannoy 707 này. Đây, em mời các bác chúng ta cùng xem. Đây là loa mid này, loa mid 20 này và cái loa chép đồng trục nằm ở giữa này, kiềng gold này, còn rất đẹp, màng carbon, gân cao su. Đấy, còn rất đẹp luôn. Căng mọng. Đấy. E-căng của em nó đây, thiết kế là E-căng 4 mảnh các bác nhé. Đấy, E-căng 4 mảnh bằng khung bằng nhựa và lưới vải màu đen. Ở dưới có logo Tannoy, vỏ màu đỏ đây. Rồi, hình thức thì còn rất là đẹp, nét ok. Chúng ta sẽ xem cái phần phía sau của cặp này. Đấy, cái vóc dáng của nó thì nó hao hao như là Tannoy D500. Em này là Tannoy 707 Anniversary Made in UK. Đấy, phần cọc loa đây, zin nguyên bản. Đấy, cầu loa bi quay luôn. Đấy, đánh cặp bắp chuối có cả dòng chữ 707 ở phía dưới. Và tương tự như thế thì bên loa này. Đấy, cũng y chang như thế. Đấy, cầu loa, cọc loa đây, đầy đủ luôn. Đấy, thùng vách góc cạnh rất là nét. Đấy. Đấy, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Các bác xem, đấy, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Cặp 707. Vâng, phải nói rằng rất hiếm. Lát nữa thì em sẽ test cho các bác nghe. Trong cái bộ phối ghép này thì em có test cùng với cái chiếc âm ly Sansui 507NRA là chùm cuối của 507, mặt vàng chanh, sang trọng và đẳng cấp, cùng với một chiếc âm ly của Đờ Nông 1650AL. Chiếc âm ly này thì thuộc top bình dân thôi. Và cái giá của bộ phối ghép này như sau. Cặp loa thì là 15.500.000 đồng, chiếc âm ly 9.500.000 đồng và chiếc đầu đọc là 6.500.000 đồng. Như vậy là chọn bộ này chỉ hơn 30 triệu một chút xíu thôi. Đấy, các bác quan tâm thì alo cho em. Và để không mất thời gian nữa thì em sẽ test cho các bác nghe chất âm của bộ phối ghép này. Và mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau đeo tai phone và để chúng ta thẩm âm. Âm thanh của nó rất sang trọng và đẳng cấp những cái dòng loa quý tộc, nghe
trần dù trong gai ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời, quên đi vàng sâu nhớ ta cùng mơ ước ngày về thăm đất mẹ đẹp tình yêu mến quê. Của bộ phối ghép này như thế nào ạ? Cặp loa cho cái chất âm rất hay và nó cũng khá là dễ phối ghép âm ly. Với cái mức giá chỉ 15 triệu 500 nghìn đồng, bên em kết hợp với chiếc âm ly 507 là 9 triệu rưỡi. Đấy, chọn bộ này âm ly và loa chỉ có 25 triệu. Các bác có tâm thì alo cho em. Vâng, một cái bộ rất hay, một cái chương trình rất hay, càng nghe thì càng thấy phê. Nó sinh ra nhằm tìm kiếm mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiều đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. 3 tháng trong quân trường cam go đã chai tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhìn xuống vẫn đêm đêm vang vọng mãi, sao mày nào được. Hôm chia tay hai đứa cùng bồi hồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. 2 năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy hiên thì người quen cho biết gì. Bạn tôi thân mến đã lừa xuống khắp đơn vị tí thương. Vâng, và có lẽ em sẽ
thử một chiếc đĩa khác để cho các bác chúng ta thử nghe. 15 triệu 500 cho cái cặp loa Tannoy kết hợp với chiếc âm ly chỉ 9 triệu rưỡi thôi, có một cái bộ phối ghép cực kỳ là hay. Vâng, các bác thấy cái chất âm của bộ phối ghép hết sức là tuyệt vời phải không ạ? Chỉ có một bộ duy nhất thôi và cái cặp loa này thì có lẽ rằng sẽ phải rất là lâu sau chúng ta mới có thể gặp lại. 15 triệu 5.000 đồng. Chiếc ly 9 triệu 500. Chiếc đã đọc 6 triệu 500. Thank you.
điều họ nghe dạt dào lời họ uống ngọt ngào. Ơi họ ơi, cũng không để mất thời gian của các bác nữa thì em cũng xin kết thúc video clip này tại đây. Em xin báo giá lại một lần nữa, cặp loa Tannoy 707 có mức giá 15.500.000 đồng, châm ly Sansui 507 NRA có giá bán 9.500.000 đồng, và chiếc đầu đọc Denon 1650 AL có giá bán 6.500.000 đồng. Các bác có thể mua bất cứ sản phẩm nào hoặc chọn bộ sản phẩm ngày hôm nay một cách gọi điện trực tiếp cho em. Sau là Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào và xin cảm ơn, hẹn gặp lại.